làm thế nào để cải thiện trữ đường cho cây mía đồng bằng sông Cửu Long để bà con tăng được giá bán trong bối cảnh giá mía đang khởi sắc? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 5 tháng 2 năm 2023. Với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ,